Ryan Holiday, tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy như Vượt qua bản ngã, Khắc kỷ từ Zeno đến Marcus Aurelius, đều đặn hàng tháng gửi một danh sách các quyển sách nên đọc tới 250.000 người đăng ký nhận bản tin của mình. Và nói rằng, ông đọc khoảng 250 cuốn sách mỗi năm. Nhà khoa học người Canada Vaclav Smil đọc tới 90 cuốn tiểu thuyết, tiểu sử, sách nghệ thuật và lịch sử mỗi năm, bên cạnh các cuốn sách kỹ thuật dành cho công việc. Nhưng tất cả còn phải chào thua Tyler Cowen, nhà kinh tế học người Mỹ. Danh sách những tác phẩm mà Cowen khuyên đọc hàng năm luôn là một được quan tâm nhiều nhất trên blog kinh tế học nổi tiếng của ông, Marginal Revolution. Cowen chia sẻ trong một chương trình podcast rằng vào một đêm đẹp trời, ông hoàn toàn có thể đọc hết 5 cuốn sách. Điều này nghe có vẻ không tưởng, nhưng với những người đã quen thuộc với trang blog Marginal Revolution của Cowen, thì tốc độ đọc sách đáng kinh ngạc của ông có lẽ không phải điều gì quá lạ lẫm, bởi ông thường xuyên đưa ra những lời gợi ý và bình luận về vô số đầu sách cho độc giả của mình. Quả thật là những con số hết sức ấn tượng phải không nào? Dù cho họ có không đọc hết từng trang đi chăng nữa, thì đó cũng là một tốc độ và một sự tập trung mà không phải ai cũng làm được. Câu hỏi, làm thế nào để đọc được thật nhiều sách, vẫn luôn là một chủ đề được nhiều người quan tâm từ năm này qua năm khác. Và mỗi người đều sẽ có những phương pháp khác nhau. Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá xem nhân vật vừa được nhắc đến, Tyler Cowen, đã làm thế nào để có thể đọc được nhiều sách như vậy nha. 1. Thật lạnh lùng. Chúng ta đều được khuyên rằng nên đọc nhiều sách, nhưng không có nghĩa là phải nhắm mắt đọc hết những cuốn không hay. Khi gặp phải những quyển sách như vậy, bạn hãy đừng ngần ngại gấp lại cất chúng đi. Một đoạn giới thiệu nhàm chán, phần thiết kế không bắt mắt hoặc phông chữ khó đọc là những yếu tố có thể khiến Cowen từ bỏ cuốn sách. Có vô số tác phẩm hay ho ngoài kia và chúng ta không cần phải cố nếu như cảm thấy không hứng thú. Cowen còn hài hước nhắn nhủ thêm rằng bạn không nên cho đi những quyển sách không hay ấy bởi vì nó có thể gây hại người khác. 2. Đọc lướt. Phương pháp này đặc biệt áp dụng cho những cuốn sách phi hư cấu. Với những thông tin hoặc dữ liệu bạn đã biết thì có thể bỏ qua. Điều này sẽ giúp bạn đọc nhanh hơn nhiều. Với Cowen, đây thực sự là một chiêu rất lợi hại để bạn có thể đọc được nhiều hơn. Và càng ngày, nó sẽ càng tạo ra một chu trình hiệu quả. Bởi vì khi đọc càng nhiều, bạn càng biết nhiều điều hơn và là có thể bỏ qua nhiều hơn khi đọc những cuốn sách mới. 3. Đọc để giải quyết vấn đề. Cowen tin rằng cách đọc tốt nhất là đọc tập trung. Khi bạn đang cố gắng giải quyết một vấn đề nào đó, bạn có thể gắn việc đọc của mình với việc tìm kiếm lời giải cho một câu hỏi cụ thể, để tra cứu thông tin về một tác giả nhất định, hoặc đơn giản là để giải đáp sự tò mò của mình về một chủ đề nào đó. Khi có vấn đề cần giải quyết hoặc câu hỏi cần giải đáp, bạn sẽ có động lực để đọc sách hơn, ông nhấn mạnh. 4. Đọc theo cụm chủ đề. Phương pháp này là sự tiếp nối từ phương pháp mà chúng ta vừa đề cập. Nếu lựa chọn đầu sách dựa theo các câu hỏi và lĩnh vực đang cần khám phá, rất có thể bạn sẽ tìm đến nhiều cuốn sách về cùng một chủ đề. Điều này sẽ giúp bạn kết nối được lượng thông tin với nhau một cách tốt hơn, có góc nhìn đa chiều hơn. Và khi đã tự mình liên kết được những điều vừa đọc với nhau, bạn cũng sẽ nhớ lượng kiến thức này lâu hơn. 5. Đọc tiểu thuyết. Bạn có thể đọc sách để phục vụ cho nhu cầu công việc hoặc học tập, nhưng đừng bỏ qua tiểu thuyết nha. Vì đọc tiểu thuyết sẽ giúp chúng ta có cái nhìn sáng hơn trong rất nhiều vấn đề, như thấu hiểu được sự biến đổi xuyên suốt trong tâm lý, hành vi của con người, các tầng lớp xã hội, các thời đại lịch sử khác nhau. Và đọc tiểu thuyết cũng đem đến cho chúng ta cảm giác thưởng thức đơn thuần như đang xem một bộ phim vậy. Cái gì đem lại niềm vui, thư giãn thì cũng đều vào đầu nhanh cả, đúng không nào? 6. Chọn đọc các chủ đề bạn chưa biết. Ngay cả với các lĩnh vực bạn không mấy quan tâm, bạn cũng nên đọc ít nhất một cuốn sách. Trải nghiệm những điều chưa biết luôn đem lại một cảm giác tuyệt vời và nó sẽ cuốn ta vào chuyến hành trình phiêu lưu mới mẻ. Nếu môn tennis là thứ bạn không biết gì nhiều và cũng chưa từng dành nhiều sự quan tâm, hãy đọc hồi ký của tay vợt Andre Agassi, hay thiền định, sức khỏe, dinh dưỡng, v.v. Nó có thể là bất cứ thứ gì. Theo Cowen, khi đọc một cuốn sách về một chủ đề mà bạn biết càng ít, bạn sẽ càng thấy nó hay, vì bạn sẽ không có cảm giác nhàm chán hay quá quen thuộc. Vừa rồi là những bí quyết được chia sẻ từ nhà kinh tế học Tyler Cowen. Trong khuôn khổ video này, chúng tôi sẽ gợi ý cho các bạn thêm một số những cách khác để có thể đọc nhiều hơn, được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin. Có thể là mỗi người sẽ có một thói quen, một lộ trình khác nhau. Vì thế, bạn hãy lựa chọn những gì phù hợp nhất với mình. Chúng ta có thể thức dậy sớm hơn. Tất nhiên rồi, vì quỹ thời gian hàng ngày là có hạn. Muốn làm một việc gì đó nhiều hơn, ta cần cắt bớt thời gian của những công việc khác. Bên cạnh đó, buổi sáng còn là khoảng thời gian tập trung tuyệt vời. Chúng ta có thể đọc ở bất cứ đâu.
Ví dụ như khi di chuyển trên các phương tiện công cộng chẳng hạn. Nói đến đây không thể không nhắc đến sách nói. Chúng ta có thể thay đổi phương thức một chút. Việc nghe sách nói đang được rất nhiều người trẻ hưởng ứng, đặc biệt khi chúng ta đang sống trong một thời kỳ chuyển đổi số, giữa nhịp sống bận rộn, dịch chuyển nhiều. Vì thế nếu cảm thấy khó khăn để cầm một cuốn sách, hãy tìm đến sách nói bạn nha. Đọc cùng lúc nhiều cuốn sách. Bạn hoàn toàn có thể thử đọc hai cuốn sách trong một khoảng thời gian. Ví dụ như khi bạn cảm thấy khá cân não với một quyển sách về tài chính tiền tệ, hãy thử đổi gió bằng một tản văn nhẹ nhàng sâu lắng, rồi sau đó đổi lại. Ngắt kết nối với thế giới trong khi đang đọc sách. Điện thoại, các thiết bị điện tử chính là yếu tố đứng đầu bảng về khả năng làm chúng ta mất tập trung. Để đọc nhanh hơn, không bị ngắt mạch cảm xúc, bạn có thể dành ra một khung giờ đọc sách riêng trong ngày và tắt điện thoại. Hoặc để chế độ im lặng. Tự thực hiện cam kết. Để tạo nên một thói quen, đôi khi chúng ta cần phải có sự cam kết với bản thân, nhất là một việc đòi hỏi sự tập trung như đọc sách. Bạn có thể tự đặt ra giao ước cho mình. Ví dụ như sau khi đọc xong 100 trang sách hôm nay, bạn sẽ tự thưởng cho mình những giây phút Netflix and chill. Tất nhiên là cũng phải có mức độ thôi nha. Chứ đọc sách xong á, lại dành cả nhiều giờ đồng hồ để cày phim bộ thì... Hy vọng rằng với những gì video này vừa chia sẻ, bạn sẽ được tiếp thêm động lực để đọc sách nhiều hơn trong năm mới. Nếu có thể phát triển thói quen đọc sách hoặc nghe sách một cách nghiêm túc, đều đặn, bạn chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Hãy biến việc đọc sách trở thành niềm đam mê và xem nó như một phần trong quá trình tự rèn luyện bản thân bạn nha. Và đừng quên, hãy thấy vui vẻ khi chúng ta làm việc đó. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Ứng dụng âm thanh số Phonos bao gồm sách nói có bản quyền, tóm tắt sách, thiền định cùng ebook và nhiều nội dung phong phú khác. Bạn có thể tìm thấy ở Phonos rất nhiều tác phẩm kinh điển và bán chạy của thế giới như Đắc Nhân Tâm, Dạy Con Làm Giàu, Lược Sử Loài Người và các tác phẩm của những tác giả Việt Nam nổi tiếng như Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, v.v. Toàn bộ sách nói đều có bản quyền và được thu âm tại phòng thu chuyên nghiệp với giọng đọc cuốn hút và được tuyển chọn cẩn thận. Ngoài ra, có nội dung ebook, tóm tắt sách, thiền định, truyện ngủ và nhạc chủ đề cũng được cập nhật mỗi ngày. Phonos đã và đang nhận được sự tin tưởng của hàng trăm ngàn người dùng mỗi tháng. Ứng dụng Phonos được cải tiến liên tục và có đầy đủ tính năng cần thiết dành cho những người yêu thích sách nói. Điều chỉnh tốc độ đọc, hẹn giờ tự động tắt và còn rất nhiều tính năng khác đang chờ bạn khám phá. Bạn có thể nghe Phonos bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu. Khi nấu ăn, dọn dẹp, trên đường đi làm hoặc đi tập gym. Hãy trải nghiệm nhiều hơn với các tiện ích trên ứng dụng Phonos. Đừng quên click vào đường link dưới phần mô tả để nhận ngay một sách nói miễn phí bạn nhé.